Chào mừng các bạn. Chúc các bạn một ngày đầu tuần nhiều hiệu quả và nhiều niềm vui. Chúng ta gặp nhau trong một live stream với chủ đề. Rồi, loại có điện thoại đây rồi. Rồi, có điện thoại như tôi sắp trên này. Chúng ta gặp nhau trong một live stream với chủ đề làm cách nào để chúng ta có cái sự tập trung. Có cái sự tập trung vào mục tiêu của chúng ta. Có cái sự tập trung vào cái công việc mà chúng ta đang làm ấy, để tạo ra hiệu quả cao. Vì sao lại có cái live stream này? Bởi vì là rất nhiều học viên của tôi cũng đã phản ánh rằng là thưa thầy, thế làm sao để có thể có sự tập trung? Em có hay bị mất tập trung, nghĩa là cứ ngồi đây thì đầu nó lại bay đi chỗ khác, tức là tư duy và suy nghĩ nó lại bay đi chỗ khác. Đang làm việc này thì việc khác nó lại xen vào. Thế đâm ra này tôi mới nảy ý định rằng thế thì có khá nhiều người đang cần thiết cái điều này. Và bản thân tôi thì ngày xưa cũng vậy, nhưng mà bây giờ thì nó khác rồi. Bây giờ thì các bạn hình dung này, bây giờ tôi thì như cái kính lúp ấy. Và cái kính lúp thì các bạn biết rồi, cái trò chơi của trẻ con là nó hay thì soi dưới ánh nắng, thế sau đó rồi nó xoay làm sao đó cái ánh nắng ấy, nó tụ lại trong đó và nó tạo ra một cái dòng sáng nhỏ li ti thôi, nhưng cái dòng sáng đó thì cái nhiệt lượng nó sức mạnh khủng khiếp và nó có thể đốt cháy được mọi thứ. Nhưng mà vẫn cái kính lúp đó, nếu mà chúng ta chỉ cần xoay nhẹ đi một cái góc khác thì nó tỏa cái ánh nắng đi đấy, đi ánh sáng đi dưới kính lúp đi thì nó lại chẳng đốt được cái gì cả. Thì nói một cái hình tượng đấy để chúng ta thấy rằng là nếu khi chúng ta có một cái sự tập trung thì bất kỳ mục tiêu nào chúng ta cũng hoàn thành, hiệu quả nó cũng tăng cao. Còn nếu như chúng ta không có sự tập trung thì nó cũng như ánh nắng kia mà thôi. Nhưng trước khi để vào chương trình này thì như các bạn biết thì tôi đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh trong một cái khóa huấn luyện NLP Practitioner cuối tháng 5. Là bây giờ thì cái chương trình huấn luyện của tôi thì cứ 2 tuần đầu thì khóa NLP nó mở tại Hà Nội và 2 tuần cuối thì mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tại khóa này thì có một CEO của một công ty rất là lớn sản xuất các đồ thực phẩm, đồ hóa chất, và anh đang có một cái sản phẩm rất hay mà anh nói rằng là cà phê. Ban đầu tiên thì nghe anh nói thì tôi cứ nghĩ rằng cà phê, lại một sản phẩm cà phê nữa. Nhưng sau khi anh trình bày thì tôi mới thấy rằng tuyệt vời. Và đây sẽ là xu hướng cà phê tương lai của Việt Nam. Tại sao lại vậy? Bởi vì sản phẩm này chưa được bán trong nước. Anh ấy mới chỉ xuất khẩu ra nước ngoài mà thôi. Vậy thì nếu mà nước ngoài người ta đã chấp nhận, người ta đã dùng một cách hào hứng thì không có lý gì mà nó không trở thành một xu hướng mạnh mẽ tại Việt Nam. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn để xem là cái sản phẩm này nó độc đáo như thế nào nhé. Trước hết thì sản phẩm này là cà phê 100% nguyên chất. 100% nguyên chất. Này. Rồi thì anh ấy bảo là khi uống cà phê này ấy, thì anh không cần uống đường. Mà tôi thì là gì? Phải uống đường. Anh bảo anh cứ thử không uống đường đi. Thì sau khi một vài ngụm cà phê xong thì bắt đầu nó mới có một cái vị ngọt ở trong cổ của anh bằng chính cái hương vị cà phê đó. Thế mà tôi thử làm và đúng thật. Thì các bạn đã từng uống chè Thái chưa? Chè Thái Nguyên ấy, cái trà rất là ngon ấy. Thì có phải là uống mà đầu tiên nó rất chát không? Nhưng sau đó thì nó có cái vị ngọt ngọt chát chát của cái trà ngon, thứ trà ngon đấy. Thì cà phê này cũng như vậy các chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhá. Bằng giấy này, cà phê sản phẩm mang tên là The Focus. Và cái điều đặc biệt uống cà phê này là thế này. Khi chúng ta uống thì dù có 2 cốc đi chăng nữa, nó cũng không bị cái cảm giác là say và tức ngực. Say và tức ngực. Mà đặc biệt là nó cực kỳ tỉnh táo trong một cái sự nhẹ nhàng, tỉnh táo. Đó, và chúng ta làm đấy. Đây, điều đặc biệt đây, các bạn chú ý này. Điều đặc biệt nó sẽ xảy ra đây này. Thông minh nó xảy ra đây này các bạn. Đây, gói giấy này, chúng ta có thể đút vào đi công tác này. Rồi, sau khi bóc gói giấy ra, thì trong này có một túi, các bạn tưởng là túi gì đây? Chắc các bạn sẽ nghĩ rằng là túi lít tông đúng không? Không, nó đặc biệt hơn. Đây, một cái túi như thế này. Và túi này chính là cái túi này lại có cái này cơ. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ gì? Có cái cốc này, chúng ta đút vào đây. Và hai cái quai cài này nó ở hai bên miệng cốc. Thấy chưa các chị? Thấy chưa? Đấy, trên miệng cốc. Và chúng ta chỉ việc là bóc cái này ra thôi ạ. Bóc cái phần trên này ra. Đó, bóc cái phần giấy trên này ra. Thế rồi thì sao? Cà phê đây ạ. Nó trở thành một cái phin cà phê trên miệng này ngay lập tức.
Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu pha nhá. Tôi hạ máy xuống đây một chút để các anh chị sẽ nhìn thấy này. Rồi. Ồ, nó vẫn chưa chưa. Đây rồi. Đây nữa. Rồi, tôi sẽ làm đây một tí này. Thế. Thế rồi thì đây, chúng ta làm. Wow, nóng quá. Rồi, chúng ta sẽ cho một lượng cà phê vừa đủ để ngấm. Để ngấm. Để chưa. Đó. Cà phê vừa đủ để ngấm. Để ngấm toàn bộ cái này. Đừng để nó chảy xuống vội. Đó. Anh ấy nhắc là đừng để nó chảy xuống vội, cà phê vừa đủ thôi. Thế và sau đó thì các hạt, chúng ta sẽ để cho khoảng vài phút để các hạt cà phê ở đây bắt đầu nở nở cứng này, như trở thành một cái phin đấy. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu. Không đạt được cấp độ tôi đền tiền. Tôi đền tiền là tôi đền huấn luyện bạn miễn phí là bạn đạt.
để bạn dùng trong tương lai khi bạn cần, để ứng dụng vào công việc và sự nghiệp một cách hiệu quả, cũng như là trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn, từ quan hệ, từ ứng xử, rất nhiều vấn đề, từ làm thế nào để bạn tự tin. Và bây giờ chúng ta tiếp nhá, 5 phút rồi, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu là gió này. Đấy, khi cà phê đã nở rồi, chúng ta rót rồi thì thậm chí cà phê còn không tạt xuống, thì nó giống như một cái phim, các anh chị thấy không? Chưa có một cái giọt nước nào, tôi đã rót đầy lên rồi mà chưa có một giọt nước nào chảy xuống. Các bạn thấy thần kỳ không, tuyệt vời không? Quá là tuyệt, tôi yêu quá cây. Và sau đó thì qua 3 ngày huấn luyện, các mẹ có biết không, tất cả học viên của lớp đều bắt đầu nói rằng là trời ơi, cà phê ngon quá, nghiện cà phê của anh ấy mất rồi, nghiện mất rồi. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục vào câu chuyện. Bây giờ chúng ta vào chủ đề chính đây. À, mà vừa rồi tôi không nhắc với các bạn là những video này thì tôi sẽ đều đưa lên YouTube, đưa lên kênh YouTube. Và sau đó thì các bạn gì, một là ở đây thì các bạn cũng sẽ chia sẻ với đến những người bạn của mình đi ạ. Và đối với các bạn ở trên YouTube mà khi các bạn gặp những video như thế này thì bạn hãy chia sẻ cái video này đến nhiều người, đến nhiều người, đến nhiều người. Vì sao tôi lại khuyến khích cái điều này? Là bởi vì là những video này thì tôi nhận được rất nhiều phản hồi rất là tích cực từ các anh chị, từ người rất rất là nhiều tuổi. Ngay sáng nay đây thôi, tôi ngồi với trainer Lê Quốc Long. Ở đây thì cũng có một chị là giáo viên. Tôi bảo là tôi năm nay cũng suýt soát 60 rồi, tôi là nhà giáo viên và nghiên cứu rất sâu về tâm linh. Thế thì tôi xem cái kênh video của anh thì tôi thích quá, và hôm nay thì tôi gọi điện để cảm ơn anh. Thì hy vọng rằng là sang có lúc nào là có dịp có duyên để gặp. Thì tôi có nói với chị rằng là vâng, tôi mở văn phòng, em mở văn phòng ở Hà Nội, ở quận Hoàn Kiếm. Vậy thì bất kể lúc nào, vào cuối tháng 5 này em bay ra Hà Nội rồi thì chị có thể đặt lịch và có thể gặp và nói chuyện bất cứ lúc nào. À, như vậy đấy các chị. Rồi. Thì như vậy tôi mới khuyến khích rằng những video này ít hay nhiều tùy vào cái sự quan trọng của mỗi người, thì sẽ giúp được các anh chị ứng dụng được những cái kỹ thuật hay ứng dụng được những cái kiến thức mà tôi chia sẻ vào cuộc sống, để cải thiện cái năng suất công việc, cái hiệu quả công việc, cũng như là cải thiện cái tư duy của chúng ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính nhá. Để hiệu quả trong công việc, để hiệu quả công việc thì trước hết này, chúng ta phải xác định ra một cái mục tiêu. Xác định rõ ràng ra một cái mục tiêu, một cái việc nào quan trọng nhất và mình tập trung vào nó thì nó mới trở nên hiệu quả. Từ trải nghiệm của tôi, các chị biết rằng mấy chục năm qua tôi cũng ôm đùm rất là nhiều việc. Nào thì tôi là cán bộ công nhân viên chức nhà nước, nào thì tôi là thợ chụp ảnh quay camera, có cả một cái trung tâm ở bên ngoài, nào thì tôi bán thời trang, nào thì tôi mua ô tô để chạy khách, nào thì đầu tư, tư vấn đầu tư, rồi là nào thì lại tham gia vào một số loại hình của các anh em khác nhau nữa. Cứ nghĩ rằng là gì, mình sẽ làm được. Nhưng cái điều đó là vô cùng sai lầm. Kể cả những ai hiện nay mà gì đang ở cái mức độ, tức là tư duy và năng lực còn ở mức độ hạn chế, và đang làm 2-3 việc với một cái mong muốn rằng khi việc này suy thoái thì việc kia đỡ vào, thì cái điều đó là không tưởng anh chị ạ. Không được. Trừ khi chúng ta đã là người có năng lực và đã là thành công được một mô hình của mình rồi, thì mới bắt đầu phát triển sang mô hình thứ hai, phát triển sang mô hình thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 10. Như Richard Branson có 3-400. Có 3-400. Yeah. 3-400 cơ. Thì ông vẫn quản lý một cách bình thường, là bởi vì là ông đã quen rồi, và cái mô hình đấy ông chỉ việc sao chép ra mà thôi, chứ không cần phải đánh vật với những cái mô hình như cả. Còn khi mà mỗi trong chúng ta mà còn đang còn cái tư duy, cái năng lực và mọi thứ công cụ kỹ thuật mà chưa có, mà cũng lại lan tỏa ra rất là vài cái ngành khác nhau, vài cái nghề khác nhau, về vài cái lĩnh vực khác nhau, rồi lại hy vọng rằng cái này suy thoái có cái kia đỡ, thì đấy là không tưởng. Thì điều đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái công việc, cái sản phẩm, cái lĩnh vực mà mình đang làm việc ấy, nó sẽ mang mình đi đến đâu, nó tạo ra cái hiệu quả gì cho cuộc đời mình, nó tạo ra hiệu quả gì trong cái thu nhập hiện tại này, cái cụ thể, cái chi tiết là thu nhập hiện tại, nó đang tạo ra cái thu nhập như mình mong muốn hay không. Và nếu như nghiên cứu cái ngành mà các bạn đang theo đuổi này này, hiện tại thì nó chưa như mong muốn, nhưng chắc chắn
sản xuất. Thì ở bên này thì là sạch vào cái xong nhá, không ra quyết định, và tôi ra quyết định này, ra ngoài là và tôi tập trung. Và các bạn có biết không, bây giờ cái sự tập trung cao đến cái mức mà
vấn đề. Thì bạn dở cái quyển sách đấy ra thì người ta chỉ hướng dẫn dạng bạn có một hai dòng thôi. Bạn ghi cái điều đấy nó chỉ có lý có một hai dòng thôi. Bạn bảo thế này thì làm sao mà ứng dụng được? Rồi bạn không bắt đầu là thấy rằng là không làm được. Thế sau đó rồi bạn bắt đầu mới thấy chán, thôi bạn bỏ qua, bạn lại mang cái kỹ năng tự phát của bạn vào, bạn ứng dụng lại vào cuộc sống này. Thế là cái kiến thức mà bạn cho là NLP cái gì, tôi biết rồi, bạn gạt sang một bên. Và bạn đúng ra là bạn biết rồi, bạn lại biết NLP rồi. Và chừng nào bạn còn khẳng định mình là mình biết NLP rồi, nhưng cái kết quả của bạn vẫn còn đang ở mức độ hạn chế như vậy, nó không như mong muốn, thì với quan điểm cá nhân tôi, bạn chưa biết NLP. Bạn chưa biết một chút nào về NLP. Bạn hãy đọc lại NLP trên tài liệu Wikipedia, cái tài liệu mà đảm bảo sự xác thực nhất thế giới. Người ta nói là NLP là khoa học của sự xuất chúng, NLP là khoa học của sự thay đổi. Và những công cụ NLP trong đó thì giúp người ta trở nên dần dần vượt trội và xuất chúng. Cho nên nếu bạn bảo NLP, nếu ai đó mà bảo là NLP nó không hiệu quả như đúng những gì nói, nó hơi bị vống, bạn hãy gặp tôi sẽ chứng minh cho bạn biết. Những cái gì mà bạn đau đáu trong vòng 20 năm, 30 năm qua, tôi chỉ làm các kỹ thuật của NLP trong vòng có 1 tiếng đồng hồ thôi, bạn thay đổi hoàn toàn. Tất cả những cái thứ tiêu cực trong bạn bay sạch không còn gì luôn. Và tôi sẽ coaching cho bạn cái công thức để bạn có nhìn thấy rằng là bạn đang có muốn hoàn thành mục tiêu nào, thì bạn nhìn ra con đường sáng rõ ràng như một cái bản đồ trải ra trước mắt bạn. Bạn chỉ làm được đấy thôi. Bởi vì khoa học NLP, giáo trình nguyên bản của AB NLP Hoa Kỳ, và trở thành một nhà huấn luyện thì tôi hiểu sâu sắc rằng là con người chúng ta có mọi nguồn lực để thành công và đạt được tất cả những cái điều mơ ước, mục tiêu trong cuộc sống này. Không có con người không có nguồn lực thành công, chỉ có những con người đang ở trạng thái thiếu nguồn lực thành công mà thôi, các chị. Trạng thái thiếu nguồn lực thành công mà thôi. Điều này được hiểu như thế nào? Hiểu như thế này các anh chị. Nào, nếu như các anh chị bây giờ đang là người trưởng thành, các anh chị đang tạo ra thu nhập là 10 triệu, 20 triệu một tháng. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thắm. Rồi, bạn Thắm. Đó, các bạn có thể kết nối bạn Thắm. Bạn Thắm thì đang học NLP online của tôi thôi, chương trình online thôi. Mà bạn đây, bạn đã viết ở trên này đây rồi. Em học NLP, chỉ vài bài cơ bản của thầy đã giải quyết được mâu thuẫn riêng tư trong gia đình em rồi. Tuyệt vời không các bạn? Những lời mà tôi khẳng định với các bạn, nó có đúng là như vậy không ạ? Vâng, xin. Chúng ta đang nói tiếp là câu chuyện là tất cả con người chúng ta đều có mọi nguồn lực để thành công và đạt được mọi mơ ước trong cuộc sống này. Chỉ cần các bạn có một đôi mắt nhìn cuộc sống này bình thường, nhìn thấy mọi vật chuyển động bình thường, chỉ cần có một cái đôi tai mà các bạn nghe thấy những âm thanh bình thường trong cuộc sống này, chỉ cần các bạn có cái cảm nhận một cách bình thường, một cái cơ thể bình thường, thì các bạn có mọi nguồn lực để thành công rồi. Và không có những người không có nguồn lực thành công, mà chỉ có những người ở trong trạng thái thiếu nguồn lực thành công. Để tôi giải thích điều này và các bạn sẽ nghe thật kỹ điều này. Tại sao lại tất cả đều có nguồn lực thành công mà chỉ là trong trạng thái thôi? Là bởi vì đây, các bạn hãy nghĩ lại các thời bạn sinh viên. Thời bạn sinh viên, bạn bắt đầu rời ghế của trường cấp 3, bạn bắt đầu là sinh viên lên giảng đường đại học. Lúc đấy bạn kiếm được tiền chưa? Tôi có hỏi điều này thì phần lớn nói là hồi đó thì chưa kiếm được tiền. Thậm chí rất nhiều bạn cả một 4 năm học sinh viên còn không kiếm được tiền. Cái nguồn cung cấp đấy nó đều phải từ gia đình cung cấp ra. Thế rồi thì sau khi bạn ra khỏi trường đại học và bạn bắt đầu xin việc đi làm, thì bắt đầu bạn có lương. Và 5 năm sau bạn quen việc, bạn làm tốt thì bắt đầu lương bạn gia tăng 7, 8 triệu, 10 triệu. Vậy thì các bạn hãy hỏi mình này. Thế thì cái thời điểm mà 6, 7 năm trước, 4 năm trong trường đại học ấy, các bạn có sức khỏe không? Có. Còn sức khỏe còn trai 17 cơ mà, bẻ gãy sừng trâu cơ mà. Cái ngày đó, cái đôi mắt bạn có tinh tường không? Có. Cái tai bạn nghe có rõ không? Có. Thậm chí còn rõ hơn thời điểm hiện tại. Rồi là bộ não bạn có, lúc đấy có đang học hỏi tốt không? Mà có. Rồi là bạn có đang một cái... có một cái khuôn miệng để có thể đang nói được những cái ngôn ngữ này không? Bạn cũng bảo có. Vậy thì có sự khác biệt nhau gì giữa bây giờ bạn đang tạo ra thu nhập, bạn đang làm trong một cơ quan đơn vị nào đó mà tạo ra thu nhập 10 triệu một tháng, 20 triệu một tháng, với cái việc bạn đang ngồi trên ghế đại học?
Thế thì các bạn sẽ trả lời là thế ngồi trên ngồi, ngồi ngồi trên ghế đại học thì em chưa đi làm ra tiền. Không các bạn. Cái thời kỳ mà các bạn đang ngồi trên ghế đại học đấy, đấy là cái thời kỳ mà đang đang ở trong trạng thái thiếu nguồn lực để thành công. Tức là bạn chưa đủ tri thức, bạn chưa đủ kinh nghiệm, bạn chưa đủ nghiệp vụ để bạn có thể giải quyết được vấn đề gì trong cuộc sống này. Cái vấn đề đó là vấn đề thực sự ra tiền. Thì bạn đang ở trong trạng thái mà thôi. Còn khi bạn bắt đầu tốt nghiệp trường đại học, bạn ra ngoài vẫn cái chân tay đấy, vẫn cái chiều cao đấy, vẫn cái sức khỏe đấy, bạn lại tạo ra thu nhập 10 triệu, 20, 30 triệu. Thậm chí nhiều người bây giờ, nhiều thanh niên trẻ còn tạo ra hàng trăm triệu trong việc kinh doanh online. Thế thì có điều gì khác biệt vậy các bạn? Có phải là nó khác biệt chỉ ở một cái trí tuệ trong này không ạ? Rằng là chúng ta gì? Chỉ cần cái gì? Cái trí tuệ trong này là chúng ta sẽ làm việc. Thì NLP gọi là, đấy là gọi là trạng thái thiếu nguồn lực. Còn khi các bạn đã có những cái trí tuệ trong này thì gọi đó là những nguồn lực để các bạn thành công. Trí tuệ này sẽ sinh ra tiền chứ không phải là tiền sinh ra tiền. Nếu có tiền, có trí tuệ thì tiền sinh ra càng tốt, càng vững, càng nhanh. Còn nếu có tiền thôi mà không có trí tuệ thì đốt rất là nhanh các bạn ạ. Đúng không ạ? Vậy chia sẻ đến đây thì tôi muốn các bạn là gì? Chúng ta trước hết để tạo ra, để chúng ta biết có cái sự tập trung, thì trước hết chúng ta phải xác định được cái mục tiêu công việc chúng ta muốn làm. Mục tiêu mục đích đấy cụ thể nó là gì? Mục tiêu mục đích cụ thể là gì? Thôi chúng ta nói về một năm thôi. Đến thời điểm này là bây giờ cuối tháng 5 rồi, chỉ cần tháng 6 này thôi. Chúng ta hãy tập ngắn thôi, không cần dài. Các bạn sẽ xác định rõ cái mục tiêu từ nay đến cuối năm các bạn muốn gì. Nó phải thể hiện rõ bằng một con số. Ví dụ về thu nhập, các bạn muốn thu nhập bao nhiêu từ nay đến cuối năm? Khi xác định rõ thu nhập từ nay đến cuối năm rồi, đấy là bước 1. Ở trong này chúng ta nói 3 bước mà. Bước 1 là thu nhập từ nay đến cuối năm là một cái con số cụ thể. Trên một cái ngành nghề cụ thể mà bạn đang làm. Bước thứ hai bạn bắt đầu lấy một tờ giấy và một cái bút ra đây ạ. Các bạn hãy trả lời giúp tôi ạ. Các bạn đang có sẵn giấy và bút chưa? Cà phê NLP mà các bạn, cà phê đen này không đường ạ. Và đây tôi lắc đây. Đó, nó rất là trong mà nó xuống ngay lập tức các bạn thấy không ạ? Đấy, cà phê nguyên chất nó như vậy đấy. Lắc lên rồi thế nào chăng nữa nó xuống ngay trong vắt ngay, không để lại một chút gì bột biết gì trên này cả. Là cà phê nguyên chất. Rồi, các bạn có giấy bút chưa? Thế này, các bạn hãy liệt kê cho tôi công việc hàng ngày của các bạn là gì? Hãy liệt kê ra đi ạ. Nào, công việc hàng ngày của các bạn là gì? Liệt kê dài vào. Tôi chắc chắn rằng mỗi người chúng ta là ít nhất cũng phải có 20 việc, 30 việc gì đó đấy. Các bạn hãy liệt kê đi ạ. Nào thì sáng dậy thì các bạn sẽ làm gì? Đánh răng, rửa mặt, làm cái gì đó, xong bắt đầu lao ra ngoài đường. Lao ra ngoài đường thì làm cái gì đó, xong đến cơ quan thì làm cái gì đó, những cái việc gì đó, xong gặp ai đó, nói chuyện gì đó, xong rồi thời gian đâu, từ đâu đến đâu làm cái gì, từ đâu đến đâu làm gì, các bạn ghi liệt ra chi tiết đi các bạn. Bởi vì chúng ta đang đang chia sẻ nhau cái cách là làm thế nào để tập trung, làm thế nào để tập trung và làm thế nào để sử dụng thời gian trong ngày của chúng ta hiệu quả, để góp phần vào việc nâng cao cái hiệu quả trong công việc, từ đó thì góp phần nâng cao ra thu nhập. Các bạn biết chưa ạ? Có ai biết rồi thì chia sẻ với các bạn chúng ta ở đây ạ. Thế còn nếu mà không ai biết cả thì tôi lại chia sẻ với các bạn điều này. Cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Nó đấy là luật nhất quán. Luật nhất quán. Thôi không sao. Nếu như ai đó mà biết được cái điều này thì xem lại video này và các bạn sẽ thực hành theo cái điều này. Tức là bạn hãy liệt kê ra một ngày bạn làm tất cả những việc gì, chi tiết hóa hết cả ra. Chi tiết hóa ra. Khi chi tiết hóa ra rồi, bạn ghi nhé, thật chỉ có một mình bạn thôi. Cho nên bạn hãy trung thực với chính mình, ghi tất cả mọi thứ ra. Giờ này, giờ này, giờ này đến giờ này, giờ này đến giờ này, giờ này đến giờ này.
bạn phải gì, phải ra cam kết với chính mình rằng giờ nào việc đấy nó bên này xong đi đã, không bao giờ được xâm phạm vào cái điều này. Thì bắt đầu cái list danh mục thứ hai, list danh mục bên thứ hai là những việc duy trì, ví dụ như bạn đi gặp bạn bè, rồi cái việc thứ này là cái việc có thể đọc sách để nâng cao trí tuệ. Cái việc này có thể giải quyết được vấn đề gì đó, nó duy trì cái hàng ngày các bạn, duy trì việc quan trọng nhưng chưa cấp thiết, nó duy trì công việc cuộc sống hàng ngày bạn tăng trưởng. Ô thứ ba, ô thứ ba là những ô mà bạn ghi giờ ra đấy, gọi là nấu cơm, đón con, nhặt rau, rửa bát, quét nhà. Đây là những việc, những việc là việc quan trọng bạn vẫn phải làm, ví dụ phải quét nhà, nếu không thì cái nhà nó bẩn thì nó vẫn là việc quan trọng, nhưng mà nó chẳng có gì là cấp thiết cả. Bạn vào làm lúc nào cũng được, đêm bạn làm được chả sao cả. Ví dụ như là việc quan trọng cấp thiết ở bên này là việc quan trọng là phải đi gặp khách hàng ngay lập tức, thì bạn lại bảo em đang giặt, em đang giặt chị ạ, em đang giặt, chị đợi cho em là một tiếng nữa em giặt xong thì em đi gặp. Và nhiều người sẽ nói là không, tôi chỉ có một thời gian rảnh này thôi, và thế là thế em đang dở tay quá, thôi hôm khác chị nhớ. Thế là các bạn đã gì, đã bắt đầu bị đưa cái việc không quan trọng này chèn vào cái việc quan trọng cấp thiết này rồi. Từ một cái ví dụ này thôi thì các bạn sẽ phiên ra nhiều cái ví dụ khác trong cuộc sống của các bạn. Và ô thứ tư, ô thứ tư của các bạn là gì? Việc không quan trọng. Tức là những việc này là việc gì? Ngồi nghĩ vẩn vơ, đi đâu đó rõ không rõ mục đích, rồi là xem YouTube những câu chuyện vớ vẩn, lướt Facebook đọc những thứ linh tinh. Tức là những cái chỗ này làm những cái việc mà nó không mang lại cái giá trị hiệu quả gì cho cuộc sống, cho công việc, cho nhận thức, mà thậm chí nó còn làm tồi tệ hơn cái tâm trí của mình. Thì rất nhiều người đang bị tốn kém thời gian, mất nhiều cái hiệu quả công việc vào cái khu vực thứ tư, việc không quan trọng này. Việc mà lẽ ra chúng ta phải cắt bỏ đi ngay lập tức, cắt bỏ đi ngay lập tức, không có sa đà vào những cái chuyện này. Xem YouTube rồi xem triền miên, rồi đợi đến khi nào có việc thì bắt đầu lại làm. Còn có lúc không cái lại gì, lại cắm vào cái YouTube lại xem tiếp, xem cái hài, xem cái gì đấy, và chúng ta có một cái tư duy là thôi mình làm căng thẳng quá thì thỉnh thoảng xem hài để giải trí cho nó đỡ đau đầu. Bạn cứ làm việc như thế đi, cứ theo cái cách cũ của bạn đi, nhưng thử hỏi cái hiệu quả công việc, cái chất lượng cuộc sống, chất lượng mối quan hệ, chất lượng giá trị con người bạn nó đang như thế nào. Thì tùy bạn ra quyết định là bạn sẽ thay đổi để tập trung vào những công việc đã được xác định để đạt ra hiệu quả, hay là bạn hãy tiếp tục công việc cũ của mình. Việc đấy là gì đó. Bước thứ ba, bước thứ ba là gì? Phải hành động. Phải hành động đúng với những gì mà chúng ta đã vạch ra, với những gì mà chúng ta đã biết được. Đảm bảo cam kết rằng hành động đúng. Thế thì đối với nhiều người, khi đặt ra mục tiêu và ai đó nói rằng là nhưng mà tôi mới tham gia vào cái lĩnh vực này, tôi mới kinh doanh sang cái này, tôi làm thế này, và bây giờ thì tôi đặt mục tiêu như thế này thì không biết làm thế nào. Đương nhiên rồi, có thể cái kỹ năng cá nhân còn yếu. Vậy thì bạn sẽ lên cái khung rằng kỹ năng còn yếu thế trong khung này. Thì việc quan trọng, nếu kỹ năng bạn cấp thiết mà bạn phải hoàn thành nó trong thời gian ngắn, thì việc cấp thiết của bạn là gì? Phải học hỏi cái kỹ năng đó, kỹ thuật đó ngay lập tức vào cái lịch là việc quan trọng này. Ngay lập tức bạn phải đặt vào đây để bạn dành một thời lượng thích đáng trong ngày để học cái kỹ năng kỹ thuật đó. Thì đó cũng là một cái cách để giúp gia tăng cái năng lực, gia tăng cái tư duy của bạn để đáp ứng công việc. Thứ nữa bên cạnh, nếu bạn muốn tăng nhanh cái điều đó nữa, thì bạn sẽ thì việc quan trọng cấp thiết là bạn là gì? Hãy đi học, tham gia học ngay những khóa phát triển bản thân, phát triển đúng cái lĩnh vực mà các bạn làm. Để hiệu quả trong công việc thì chúng ta phải gia tăng được cái năng lực của mình, gia tăng được cái tư duy của mình thì mình đáp ứng được công việc. Chứ không thể nào mà chúng ta lấy được cái năng lực cũ, tư duy cũ để chúng ta giải quyết mà hy vọng rằng nó tạo ra một kết quả mới, không. Bạn phải dám chấp nhận học cái mới, dám chấp nhận học cái tư duy mới, dám bỏ chi phí ra để học được những kỹ năng mới, những tư duy mới, những công cụ mới, bí mật mới, thì bạn mới đầu mới giải quyết công việc một cách hiệu quả hơn, nhanh nhẹn hơn và gia tăng hơn. Còn nếu bạn bảo là tôi học nhiều mà, tốt, bạn đúng rồi, nhưng hãy nhìn ra kết quả của bạn. Bạn học rất nhiều rồi nhưng tại sao bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ? Đây là câu hỏi cho bạn đó. Còn nếu các bạn muốn nhanh nữa thì hãy kiếm cho mình một người dẫn dắt. Người đó đảm bảo rằng có đầy đủ các cái tố chất thành công, họ có nhiều trải nghiệm,
và đã được bạn thẩm định kỹ, và bạn sẽ gì, chi phí với người đó để làm người thầy dẫn dắt mình. Như vậy nó đỡ tốn kém cho bạn rất nhiều hơn là việc bạn mày mò, vừa mất thời gian vừa tốn chi phí vào những rủi ro, vào những cái thứ gọi là phí ngớ ngẩn ấy. Thì mỗi khi bạn động vào cái việc gì nó mang tính thách thức một chút thì cái người dẫn dắt bạn sẽ giúp bạn vượt qua cái điều đó dễ dàng mà không tốn kém một chút nào. Bên cạnh đó là còn gia tăng hiệu quả cao hơn. Thì đấy gọi trên thế giới gọi là mentor. Trên thế giới thì người ta đang rất phát triển cái việc là càng người thành công thì người ta càng muốn có trong bên mình là những người thầy dẫn dắt, những mentor. Nó giống như là các vận động viên ấy. Tại sao họ là những người xuất sắc nhất thế giới rồi mà bên cạnh họ vẫn phải có những huấn luyện viên? Mà huấn luyện viên đấy thì không thể nào chạy nhanh bằng họ được. Huấn luyện viên đó thì không thể đánh tốt bằng họ được. Mà họ vẫn cần huấn luyện viên bên cạnh. Ví dụ ông Park. Ông Park thì làm sao mà bây giờ ông Park đội bóng đá Việt Nam mình, ông Park thì làm sao có thể chạy nhanh bằng Quang Hải, làm sao có thể chạy nhanh bằng Công Phượng. Nhưng mà những cái người xuất sắc như thế vẫn cần ông Park bên cạnh để hoạch định chiến lược, để có thể trở thành ngôi sao. Đó là điều quan trọng. Vậy thì chúng ta không cần phải một ông Park bên cạnh, thì chúng ta cần phải học những kiến thức để chúng ta vừa trở thành một Quang Hải, Công Phượng. Rất hân hạnh để gửi đến các bạn chương trình có những công thức, những bí quyết của những người ta đã đi trước hàng chục năm, người ta đã kiến tạo, người ta đúc rút, người ta tạo ra điều này rồi, và bây giờ người ta chia sẻ cho các bạn, và các bạn chỉ việc ngồi đây với một cái chi phí rất nhỏ thôi, và các bạn lĩnh hội toàn bộ để bắt đầu ứng dụng ra cuộc đời, cuộc sống, công việc của các bạn, tạo ra hiệu quả như mong muốn. Thế thôi, chào mừng các bạn đến với chương trình NLP Online. Và nếu các bạn muốn cái chương trình này thì các bạn comment cái chữ tôi muốn ở bên dưới, thì cái bộ phận của tôi sẽ kết nối với các bạn và hướng dẫn các bạn cái cách thức. Chỉ 100 đô la Mỹ thôi, các bạn sở hữu hơn 60 module những công cụ quyền năng nhất của khoa học NLP để ứng dụng vào công việc, ứng dụng vào cuộc sống, vào mối quan hệ, vào việc phát triển bản thân, để bạn có thể trở thành bậc thầy trong việc giao tiếp, kết nối, gây ảnh hưởng, cũng như bậc thầy trong huấn luyện
nhân viên hoàn thành kế hoạch chiến lược của mình, cũng như là một người mẫu mực trong gia đình. Dạ. Rồi. À. Nó còn 10 phút nữa. Vậy thì ok. À, bên trong thì có lẽ chúng ta sẽ bị ổn áp rồi. Cho nên là tôi sẽ xin dừng ở đây. Một lần nữa, các bạn hãy chia sẻ những video này, buổi live stream này đến những bạn bè của mình nhé. Cái cách thức làm sao để tập trung. Thứ hai là các bạn, tôi đã hất cái này lên trên YouTube, thì các bạn cũng lấy cái YouTube này để có thể chia sẻ người bạn mình, đội nhóm của mình, những người mà hay nói rằng là tôi thiếu tập trung. Đấy. Thì module này tôi cũng sẽ muốn rằng, có một cái live stream hay có một cái video cụ thể trong chương trình, NLP Online ấy, tôi cũng sẽ phụ thêm những cái video nữa để huấn luyện chi tiết, tôi viết ra bảng chi tiết để các bạn khi xem cái đó các bạn có thể ứng dụng, áp dụng vào công việc của bạn và đội nhóm kinh doanh của các bạn ngay tức. Rồi, bạn Ngô Ngọc Tiên, cảm ơn bạn. Rồi các bạn. Rồi bạn Hoa Cỏ May đã muốn chương trình NLP Online rồi, cảm ơn bạn, chào mừng các bạn. Và những bạn khác thì sao ạ? Các bạn, tôi vẫn chia sẻ bằng trái tim tôi với các bạn. Cái khiếm khuyết lớn nhất của chúng ta khi xuất hiện trên cuộc đời này là không biết được NLP, không biết được lập trình ngôn ngữ tư duy, cái khoa học này này. Bởi vì khi không biết được lập trình ngôn ngữ tư duy, bạn chưa bao giờ hiểu chính bản thân mình, bạn chưa bao giờ hiểu được người khác, bạn chưa bao giờ hiểu được cái cách làm thế nào để gia tăng hiệu quả công việc của bạn đâu. Và khi bạn đã bắt đầu sở hữu được NLP rồi, bạn mới thấy rằng con người bạn, tư duy bạn, tầm mức của bạn, giá trị bạn nó vượt đến mức khủng khiếp đến mức nào. Bạn bắt đầu sở hữu nó rồi thì tối thiểu mỗi năm bạn tăng tất cả mọi mặt, mọi khía cạnh cuộc sống của bạn tối thiểu là 100%, không đó thì vài trăm phần trăm đến 1000%, đấy là tùy cái năng lực ứng dụng của các bạn. Còn riêng với tôi, tăng trưởng mỗi năm hàng nghìn phần trăm các bạn, đó là điều tôi muốn nói với các bạn. Rồi, chào mừng các bạn, sẽ đăng ký đấy ạ, thì lực lượng của tôi sẽ kết nối với các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình live stream sau với một chủ đề khác, và tôi sẽ cứ nghe tín hiệu cuộc sống, tôi sẽ liên tục nghe tín hiệu cuộc sống, và khi nhiều người nói về vấn đề gì đó khúc mắc thì tôi sẽ live.